sắp tới cuối năm này thì tiệc tùng đám cưới rất là nhiều luôn. Chị nào mà chuẩn bị ngồi xuôi thì mình tham khảo ngay cho em một cái mã áo dài kim sa mà đang bán chạy nhất tại shop em luôn đây ạ. Mã D19990. Bộ này sẽ có 4 gam màu. Và cái tông màu mà em bán chạy nhất đó là tông màu vàng phối đen như thế này. Màu sắc thì vừa sang trọng nè, vừa nổi bật nè các chị, và mặt cũng không hề là bị kén dáng hay là bị kén da. Mã thiết kế này sẽ là một mã thiết kế áo dài may liền chân váy luôn, chứ không phải là áo dài rời nha các chị. Bên trong thì em sẽ lót dáng váy A kèm theo một lớp lưới như vậy. Lót cốt tông co giãn thấm hút mồ hôi cho các chị. Hai tà áo, một tà phía trước và một tà phía sau. Phía trước thì em có phối hoa 3D nè, tay áo là dán tay phồng, có lót bên trong. Toàn bộ sẽ được may đúp lót cho nên các chị mặc sẽ không có bị ngứa hay là bị châm chích đâu ạ. Và với cái form dáng hơi A nhẹ như vậy thì các chị mặc lên nó cũng sẽ rất là tôn vòng 3, không lộ khuyết điểm bụng dưới nha các chị ơi. Phía sau lưng của mình sẽ là dây kéo và mặt trơn như vậy giùm em nha. Bộ này em có đủ 5 size cho các chị luôn, từ 50kg cho tới 75kg mặc vừa. Chị nào cần tư vấn size thì các chị để lại chiều cao, cân nặng và kèm số đo vòng eo, hoặc là các chị cứ để lại số điện thoại để được tư vấn kỹ hơn các chị nha.